Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Diệu Trần. Và hôm nay mình sẽ làm một cái video rất là thú vị các bạn. Đó là Hoa Sơn Điền Trang ha, ở Đà Lạt. Và đây là những cái tấm hình mà tụi mình đã chụp một vài cảnh ở cái chỗ này ha. Đó, đây là cái tấm bảng chào ha. Và đây là cái cổng ha. Đây là cái lối đi để mình đi xuống ha. Ở trong cái cổng á là mình sẽ đi xuống một khúc là sẽ tới nơi cái để xe như thế này ha. Đó, giá vé là 30.000 một người ha. Đó, vì sao ở đây là một cái nơi mà rất là thu hút khách du lịch và đặc biệt đó là các bạn trẻ các bạn. Thì bây giờ mình sẽ quay video để các bạn cùng xem nha. Bây giờ đây là cái đường để mình đi xuống cái chỗ mà chụp hình đó các bạn. Thì ở đây mình sẽ xuống dốc rồi các bạn có thể là ngắm ngắm cái phóng cái tầm nhìn ra phía xa các bạn. Xung quanh đó đó là rừng núi. Đó, một cảm giác rất là đẹp, rất là thơ mộng. Thì nó sẽ đi xuống dốc từ 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 các bạn, và những cái địa điểm chụp hình nó sẽ lần lượt nó sẽ trên cái con đường này ha. Đây là cái góc chụp hình đầu tiên. Rất là đẹp ha. Đó, các bạn có thể chụp và thấy được những cái đồi núi rất là xanh tươi ha, mát mẻ, không khí rất là trong lành. Và cái này là tụi mình đi khoảng như là 2 hay là 3 giờ chiều gì đó. Rồi, ở bên dưới đó như mình đang quay cho các bạn xem, đây là cái cánh đồng hoa ha. Tức là ở trên nó sẽ cao, rồi các bạn nhìn phía tay phải nó sẽ là một cái y ở dưới thấp á. Đó. Và đây là cái cảnh chụp hình thứ hai ha. Đó, thì khi mà mình tới đây các bạn, mình có một cảm giác rất là thích, bởi vì ở đây nó sẽ khác so với những cái địa điểm mà mình đã du lịch trước đây ha. Đó, thì nó đây là một cái nơi mà khu du lịch sinh thái, thì nó cũng đơn giản thôi các bạn. Các bạn mua vé vào cổng rồi người ta sẽ bố trí ở cái lối đi ở dưới cái khu này á, thì người ta sẽ làm cho mình những cái góc chụp hình rất là đẹp luôn, và góc nào nó sẽ riêng góc đó, và tất cả các góc các bạn đều có thể là lên hình rất là đẹp luôn ha. Đây đây chỉ là một cái bậc thang để mình đi xuống cái cánh cánh đồng hoa đó các bạn. Đó, tiếp nữa thì mình đã gặp một cái cổng mà người ta trang trí hoa như thế này, phía sau cũng là cây cối ha, rất là đẹp, rất là hoang sơ và mộc mạc ha các bạn. Đó, thì đây là một cái khu du lịch, nó nói chung là nó rất là mộc mạc và đơn giản các bạn, thì nó không có rườm rà, nó sẽ không có bố trí tùm lum các bạn. Thì đây là những cái góc chụp đó, thì cứ đi một khúc sẽ có một cái góc như thế này để mình chụp ha. Thì cái vị trí mà bạn mình đang chụp cho mình á, đó là đối diện cái cây ha. Đây cũng là một cái biểu tượng rất là nổi tiếng nha các bạn. Mấy bạn trẻ đang check in rất là nhiều cái vị trí này ha. Đó là trái tim, người ta sẽ làm trên ở nửa thân cây như thế các bạn. Đó, và vị trí mình đang đứng, tức là đối diện cái cây hồi nãy đó, là cái người mình đang đứng đây, mình sẽ chụp vào phía bên kia đó. Và ở phía này nữa, mình đi xuống nữa mình sẽ gặp cái chữ là I love you ha. Đó, thì hai bạn này đang chụp ha, và có một cái bạn đối diện. Đó, các bạn ở trên cái bậc phía bên trái đó, bạn ấy chụp xuống ha. Rồi, và bây giờ mình sẽ đi tìm cái bàn tay Phật đây các bạn. Một cái biểu tượng rất rất là nổi tiếng và được các bạn trẻ săn lùng khi mà tới đây ha. Đó, các bạn cứ nhìn rất là đơn giản ha. Nhưng ở đây nó sẽ là dốc, rồi ở bên tay phải các bạn nhìn xuống đó, nó sẽ đi rất là y như là đi sẽ xuống dốc từ 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 như thế ha. Hồi đi thì rất là khỏe các bạn, nhưng mà hồi lên rất là mệt ha. Tại vì hồi lên là mình sẽ đi lên dốc. Nhưng mà không sao, khi mà lên á, các bạn sẽ đi xuống cái cánh đồng hoa ở bên dưới đó, bên tay phải á. Đó, vị trí mình đang đứng là ở trên cao, ở dưới bên tay phải sẽ là dưới thấp, và người ta sẽ làm một cái vườn hoa ở dưới có cái lối đi luôn ha. Rồi, bắt gặp một cái địa điểm mới.
địa điểm nữa để mình chụp hình, đó là cái ngôi sao ha. Và đang chờ đợi anh chị này chụp xong thì tụi mình sẽ vào để mà chụp ha. Đó, các bạn thấy nhìn cái góc rất là đơn giản, rất là mộc mạc các bạn, nhưng mà lên hình rất là đẹp luôn ha. Chọn được hai tấm để các bạn xem. Rồi, và bây giờ mình đã phát hiện ra bàn tay Phật rồi các bạn. Đây là một cái người ta làm bằng cái loại cây gì đó thì mình cũng không có rõ nữa, thì nó sẽ nhô ra ha, nó nhô ra tức là ở phía dưới nó sẽ trong. Cái chậu này cũng rất là đẹp luôn ha, thì nhìn nó rất là thơ mộng các bạn. Đó thì nói chung là khi mình đi xuống cái chỗ này á, nó sẽ không phải là rất là lớn các bạn. Đó, nó không phải là rất là lớn, nó cũng y như là cũng không phải rất là nhỏ, nhưng mà dạng là cũng vừa vừa cái thời gian để mình đi ha, mình đi vừa ngắm cảnh luôn. Thì tại nó sẽ bố trí những cái góc chụp rất là chất lượng ha, nó sẽ không có tốn tốn nhiều cái quãng đường để mình đi ha. Đó thì cái góc nào mình cũng có thể chụp được hết ha. Từ cái trung tâm thành phố Đà Lạt, tức là chợ Đà Lạt, mình đi tới cái chỗ này thì khoảng là 9 km ha các bạn. Đó thì các bạn có thể là mình đi chỗ này trước rồi mình sẽ đi cà phê Mê Linh, hoặc là Mê Linh trước rồi mình sẽ quẹo lại chỗ này cũng được. Thì trên cái đường đi thì nó rất là đẹp luôn các bạn, tại ở đây nó sẽ xa cái trung tâm thành phố và nó sẽ gần gũi với những cái khu rừng hơn. Đó thì người ta sẽ y như là dạng xây dựng ở giống như là giữa cái rừng đó các bạn. Rồi, và bây giờ tụi mình sẽ đi về đây các bạn ha. Và khi đi về mình sẽ chọn là đi trên cái lối cái vườn hoa đó các bạn. Đó. Ok, và bây giờ video của mình đã hết rồi. Thì các bạn nhớ subscribe cái kênh của mình nha, để mình sẽ làm những cái video tiếp theo cho các bạn cùng xem ha. Ok, see you later.